Xin chào, mình là Tiên, năm nay mình 25 tuổi. Hiện mình đang là lập trình viên. Mình đã có hơn 2 năm đi trong việc lập trình ứng dụng trên nền tảng Android. Đến với cuộc thi Bluebird năm 2017, mình mang đến cuộc thi một sản phẩm có tên là Bluebird Radio Online, một ứng dụng nghe radio trực tuyến dành cho tất cả mọi người yêu thích việc nghe radio trên toàn thế giới. Ý tưởng của mình bắt nguồn từ việc yêu thích nghe đài từ hồi bé. Thời đó mình nghe đài rất là khó khăn, mình phải dò sóng và bắt được rất ít kênh. Ý tưởng đó luôn ở ấp ủ. Với khi mình học xong và ra trường đi làm, mình cũng có tư tưởng là ứng dụng cho thị trường nước ngoài, phục vụ đa quốc gia. Vậy thì khó khăn ở đây của mình là việc tìm kiếm và sưu tầm được hơn 26.000 kênh của hơn 170 quốc gia, và mỗi kênh lại có một phương thức stream khác nhau. Mình đã mất rất nhiều thời gian trong một ngày. Đã có lúc mình từng lãng và bỏ cuộc, nhưng rồi mình lại vừa dậy lúc nửa đêm để mày mò tiếp. Còn thuận lợi ở đây là mình đã có hơn 2 năm kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng. Vậy nên việc thiết kế và làm các chức năng khác đối với mình khá là nhanh. Mình làm ứng dụng này vào 2 ngày cuối tuần, và trong vòng 1 tháng rưỡi là mình đã hoàn thiện được ứng dụng.